Hi, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một cái hồ cá mới của mình, các bạn mới set up. Ở đây các bạn có thể thấy là có 5 con ngân lông âm, 5 con ngân lông mini các bạn. Cá này hiện tại là đang là size 15 16 các bạn. Và ở trong hồ thì cũng có thêm hai con hoàng bảo yến keo các bạn nhé. Hoàng bảo yến keo rất là đẹp các bạn. Hoàng bảo yến này thì hiện tại cũng là đang là size 15, bằng với size của cá rồng. Mình đang xếp có một cái hồ ngũ long và hoàng bảo yến các bạn. Thì cá này mình đang dưỡng các bạn, nó mới về, mình có đổ bỏ một ít tia nhiệt vào để cho dưỡng cá. Thì đây là một cái dự án trong tương lai của mình, là mình sẽ khi mà cái bầy cá này nó lớn các bạn, sẽ cho ra một cái hồ cộng đồng lớn, sẽ thấy được cái sức khủng khiếp của cái hồ cá này. Ngũ long và hoàng bảo yến rất là đẹp các bạn. Hoàng bảo yến rất là đẹp, màu vàng. Thì về hoàng bảo yến này thì mình sẽ làm cái clip riêng các bạn. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn một cái setup mà các bạn có thể nuôi cá rồng rất là đẹp các bạn. Tổng thể các bạn thấy hiện tại thì cái hồ này nó đang thiếu con tầng đáy các bạn. Đó, cá rồng thì nằm ở tầng trên, hoàng bảo yến ở tầng giữa, tầng đáy thì các bạn có thể nuôi là hồng vĩ mổ vịt hay là sam hay là cá lau kiến cũng được. Hiện tại thì nó đang thiếu, thì mình cũng có chuẩn bị được hai con hồng vĩ mổ vịt các bạn, nhưng mà hiện tại là hồng vĩ mổ vịt kích thước nó nhỏ quá, nếu mà đem qua cái hồ này thì sẽ bị tiêu diệt ngay thành ra là mình chưa có mang nó qua các bạn. Hôm nay chủ yếu là khoe với các bạn cái hồ ngũ long thôi. Bạn nào mà nuôi thì có thể set up theo kiểu này các bạn, cái tính phong thủy cũng rất là cao nha. Đấy, rất là đẹp các bạn nha. Mà giá cả thì các bạn cũng có thể là chấp nhận được, thay vì phải bỏ tiền ra mua những cái con kim long quá bối hay là những con huyết long để nuôi phong thủy nó rất là đắt tiền, thì các bạn có thể nuôi những con như thế này giá rất là phải chăng. Thì đối với ngân long mà size 15 16 này các bạn có thể mua trên thị trường với cái giá dao động từ 120.000 cho tới 200.000 các bạn nhé. Còn keo này thì hoàng bảo yến keo này khá mắc các bạn. Hoàng bảo yến keo này thì hiện tại cái con này là mình mua 450.000 một con. Đây là một loài nó lên cái màu vàng rất là đẹp các bạn. Nó khác với hoàng bảo yến mono các bạn. Hoàng bảo yến mono thì cái màu nó đen hơn và nó rẻ hơn rất là nhiều. Con đó thì nó khoảng vài chục tới trăm mấy ngàn con chứ nó không có nhiều. Nhưng mà đối với con này thì cái màu các bạn có thể cái màu vàng rất là đẹp, cái hoa văn rất là đẹp luôn. Các bạn mua nhỏ thì tới chừng mà nuôi lớn lên thì nhìn con cá rất là khủng khiếp nha các bạn, rất là đẹp. Hoàn toàn là đèn trắng các bạn nhé. Tại con cá nó màu vàng nó đẹp như vậy. Ok, clip giới thiệu về bầy cá ngũ long và hoàng bảo yến của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn nha. Bạn nào thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất về cái bầy cá này các bạn nha. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.